thầy Phan Anh Tuyến, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, xác nhận cho toàn bộ học sinh nhà trường nghỉ học do nước ngập. Nhà trường cho 30 lớp học với khoảng 1.200 học sinh nghỉ buổi học sáng. Theo thầy Tuyến, sáng cùng ngày, cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp lực lượng quân đội tiến hành vệ sinh nhà trường. Đến chiều cùng ngày, học sinh sẽ đi học bình thường trở lại. Trước đó, cơn mưa rất lớn kéo dài từ 2 giờ đến 6 giờ 30 phút xuống khu vực thành phố Biên Hòa. Nước từ thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về, khiến trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, có nơi sâu 30-50cm. Ngoài ra, nước về nhanh khiến quốc lộ 51 và hàng trăm hộ dân ở khu phố 1, phường Long Bình Tân ngập nặng. Người dân nơi đây cho biết, đây không phải lần đầu nơi này bị ngập. Khu vực anh thuê ở đa phần là công nhân sinh sống, nước vô bất ngờ khiến nhiều đồ đạc để dưới đất bị ướt, hư hỏng.